Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 460. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 460. Chuyện phức tạp nhất chính là Tần Mục bị lá cây của Vô Nhai lão nhân quân lấy, sắp sửa bị nhấn xuống Hỗn Độn Trường Hà. Lúc Thái Dịch đánh tới, hắn đang cố gắng thoát ra khỏi lá cây, nhảy xuống đại lục thử thoát thân. Vốn dĩ hắn có thể an toàn thoát khỏi sự vây khốn của thế giới thủ, nhưng một kích kia của hai đại cường giả lại khiến cho tổ đình bị kéo lê mấy vạn dặm, đất liền dưới chân lập tức biến thành Hỗn Độn Trường Hà. Đầu óc của Tần Mục chợt trở nên mông lung. Đúng vào lúc này, Thái Dịch thần phù bị Vô Nhai lão nhân đẩy ra, thần phù vừa vặn rơi dưới chân hắn. Thái Dịch vung thần phù, Tần Mục cũng bị nâng lên cao. Hắn ngửa đầu nhìn lại, thấy Thái Dịch đang nhìn Đại La Thiên, khoảng cách giữa hai bọn hắn đang càng lúc càng gần. Quả nhiên, Thái Dịch vẫn đang che chở cho ta. Tinh thần của Tần Mục trấn tĩnh lại, nét mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ở bên trong Thái Dịch Đại La Thiên, Thái Dịch đạo thủ đột nhiên rũ xuống một cành lá, càng ngày càng kéo dài, hiển nhiên là chuẩn bị kéo hắn đến Đại La Thiên. Tuy thoát khỏi nguy hiểm trước mắt, lúc này Vô Nhai lão nhân chợt vung trượng đánh bay Thái Dịch thần phù. Đột nhiên hai chân lão biến thành một chiếc rễ vừa thô vừa to, dưới thân lão có vô số rễ còn lao ra, giống như là một con mãng xà màu đen quận tròn từng vòng nâng thân lão lên. Một bộ phận rễ của Vô Nhai lão nhân cắm trong tổ đỉnh, một bộ phận còn lại thì nâng thân thể lão lên, vung vẩy mộc trượng tấn công Thái Dịch đang bị vây khốn ở Hỗn Độn Trường Hà. Lão phải báo mối hận thù phạt thù, đồng thời cũng muốn chém giết cái tên độc đạo giả Thái Dịch này. Tần Mục sắp bắt được cành lá Thái Dịch đạo thụ rũ xuống thì đột nhiên có một chiếc rễ thế giới thụ vọt tới, trói chặt hai chân của hắn, kéo hắn về phía Hỗn Độn Trường Hà. Nguy rồi! Tần Mục vung tay ra ý định bắt lấy cành của Thái Dịch đạo thụ, nhưng chỉ sau một khắc hắn lập tức bị kéo ngược xuống biển giấy. Ở bên trong Trường Hà, Thái Dịch bị vô số rễ cây quấn chặt đấy. Rễ cây của Vô Nhai lão nhân đã lan tỏa tới lồng ngực của hắn ta, sắp sửa trói chặt hai tay của hắn, siết chặt cổ của hắn. Thời điểm này là cơ hội tốt nhất để chém giết Thái Dịch. Mũi mộc trượng vô cùng sắc bén, 36.000 loại đại đạo tụ họp ở mũi trượng, mạnh mẽ đâm về phía mi tâm của Thái Dịch. Cùng lúc đó, Thái Dịch lập tức rút hai tay về, nhấc ngang thần phù chắn trước mi tâm. Đinh một tiếng, mộc trượng đâm vào lưỡi búa, lực lượng của hai người bộc phát, Hỗn Độn Trường Hà kịch liệt chấn động, tổ đình đại lục bị kéo đến mấy vạn dặm. Tần Mục sắp sửa rơi vào Hỗn Độn Trường Hà, nhưng rồi Trường Hà cũng bị cỗ chấn động kịch liệt kia kéo lên, khiến cho khoảng cách giữa hắn với Trường Hà đột nhiên bị xê dịch mấy vạn dặm, giúp hắn may mắn không rơi vào sông. Hắn vội vàng quan sát tình thế, chỉ thấy ở trên mặt sông, Thái Dịch thần phù đã bị mộc trượng đâm thủng. Trên mặt của Vô Nhai lão nhân không giấu được sự vui mừng. Mắt thấy mũi trượng sắp sửa đâm qua đầu lâu của Thái Dịch thì đột nhiên từ trong hai tay của Thái Dịch truyền đến một cỗ lực lượng đè nặng lên mũi trượng, nhấn nó xuống Hỗn Độn Trường Hà. Ở bên trong Trường Hà, Ngọc Kinh Thành tổ đình hiện hiện, hoành tráng vô cùng. Tam công tử, tứ công tử cùng với chư vị điện chủ, chư vị người thành đạo Di La Cung đồng thời vận chuyển thần thông công kích hai người kia. Một kích hợp lực của Di La Cung tại thời khắc này nhắm thẳng vào mộc trượng và Thái Dịch thần phù. Tại một chớp mắt kia, hết thảy mọi thứ đều như bị đông kết, ngay cả đại kiếp phá diệt cũng bị đình chỉ. Thoáng cái, kiếp vận giống như là biến mất. Đám người thành đạo đang dễ dụa ở bên trong phá diệt đại kiếp lập tức cảm giác được áp lực giảm đi rất nhiều. Nội tâm của bọn hắn phấn khích không thôi, dốc hết toàn lực bỏ đến đất điền của tổ đình. Bọn hắn không phải là người thành đạo Di La Cung, cũng không phải là đám người mượn nhờ sự che chở của thế giới thụ để vượt qua kiếp nạn. Tất cả bọn hắn đều lựa vào lực lượng của mình để độ kiếp đấy. Nhưng mà chỉ dựa vào lực lượng của bọn hắn thì căn bản là không thể nào vượt qua được phá diệt đại kiếp. Phần lớn bọn hắn đều là người thành đạo như là Linh Ngọc Thượng Tôn, thần thông quảng đại, không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nhưng mà bọn hắn cũng không cách nào có thể tiến đến đất điền kỳ thứ 17, không cách nào có thể vượt qua được phá diệt kiếp sang sinh kiếp, chỉ có thể gắng gượng kéo hơi tàn ở trong phá diệt kiếp mà thôi. Linh Ngọc Thượng Tôn mượn nhờ mảnh vỡ Đại La Thiên và đạo quả của mình để tiến vào kỳ thứ 17,
gã gần như là bỏ hết thảy mọi thứ của mình, chỉ còn lại một chút ý thức để lại bên trong đạo quả. Vốn dĩ gã có ý định đồng hóa Lăng Hiên Thần Hoàng, mượn suốt lần này để có được cuộc sống mới. Nhưng mà những người khác cũng không được may như gã, chỉ có thể đau khổ dễ dụ ở trong kiếp nạn mà thôi. Lúc này ba phương thế lực giao phong, vậy mà lại khiến cho phá diệt kiếp tạm thời đình chỉ, để cho bọn hắn thấy được hy vọng có thể đặt chân đến đất liền. Tổ đình chính là bờ bên kia của bọn hắn, chỉ cần leo lên bờ bên kia thì đã có thể thoát được khỏi sự dày vò vô tận của phá diệt đại kiếp rồi. Chỉ là trong một chớp mắt, bọn hắn muốn lao ra khỏi phá diệt kiếp thì một chuyện vô cùng kinh khủng đã xảy ra. Ngay một khắc bọn hắn sắp sửa lao ra khỏi phá diệt kiếp, leo lên đất liền, thì một trận kiếp nạn khác ập tới, là sang sinh đại kiếp. Tại một khắc vũ trụ sang sinh, uy năng uy lực bộc phát còn khủng bố hơn phá diệt kiếp gấp vạn lần. Ở trong phá diệt kiếp không cách nào có thể nhìn sang sang sinh kiếp, chỉ có thể thấy được tổ đình ở trong tương lai. Nhưng mà ngay trong chớp mắt bọn hắn vừa vượt qua phá diệt kiếp, đặt chân lên đất liền, thì lại rơi vào sang sinh đại kiếp. Đây cũng là lý do khiến cho Di La Cung không dám trực tiếp qua phá diệt kiếp, hàng lâm đến kỳ thứ 17. Bởi vì trong phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất, chủ nhân Di La Cung đã cũng từng thử vượt qua sang sinh đại kiếp, nhưng kết quả của việc này tất cả mọi người đều là phải bỏ mạng, chỉ còn lại một mình chủ nhân Di La Cung và độ thế kim thuyền. Giờ khắc này, hầu như tất cả người thành đạo thử leo lên đất liền đều nổ tung, hóa thành năng lượng nguyên thủy thuần túy nhất, giống như là từng làn hơi ở trong bát canh nóng, mãnh liệt bành trướng, trải qua ngũ thái biến hóa, cuối cùng hóa thành hình thái tổ đình đại lục nguyên thủy. Bọn hắn đều nghĩ rằng chỉ cần leo lên đất liền tổ đình thì có thể thoát khỏi phá diệt kiếp, nhưng rồi chính bọn hắn lại trở thành một bộ phận của bờ bên kia. Phá diệt đại kiếp lại vận chuyển, trong nháy mắt ba bên giao phong, Thái Dịch và Vô Nhai lão nhân đồng thời bị đám người Di La Cung đả thương, cả hai người toàn thân đầm đìa máu tươi, đứng trên hỗn độn trường hà. Vô số chiếc rễ chìm trong sông bị đứt gãy, Thái Dịch thần phù bị đánh cho vỡ nát, đã bị hủy ở trong dòng sông kia. Rễ cây thế giới thụ đang quấn chặt lấy Tần Mục cũng bị chấn động đứt gãy. Tần Mục lập tức lách mình thoát khỏi sự vây khốn của thế giới thụ, sau đó đột nhiên cả người nhảy lên lao đến gốc cây thế giới thụ. Ba bên thế lực giao phong, Tần Mục đã trở thành một khâu không đáng để chú ý nữa rồi. Hắn vừa chạy như điên, vừa huy động một chút nguyên khí còn sót lại, hóa thành Thái Dịch thần phù, vung thần phù lập tức bổ xuống thế giới thụ. Trên mặt sông, Vô Nhai lão nhân cảm ứng được phương hướng của Tần Mục, nội tâm biết rõ không ổn, nhưng nhìn thấy thương thế của Thái Dịch quá nặng nên đã lập tức dồn hết tất cả lực lượng vào trong mộc trượng đâm về phía Thái Dịch. Cùng lúc đó, thế giới thụ vung vẩy cảnh đá, từng trận nổ vang, vô số loại đạo cảnh thần thông tinh diệu tuyệt luân bộc phát, đuổi đến vị trí của Tần Mục. Ở bên trong Di La Cung, Tam Công Tử và Thứ Công Tử đồng thời thi triển thần thông, sẵn sàng cho đợt công kích thứ hai. Nhưng vào lúc này, 11 miếng đạo quả vượt qua từng dòng hỗn độn trường hà bay tới, lướt trên đỉnh đầu của Thái Dịch. Ông 11 tiếng liên tục vang lên, đạo quả lập tức lên treo lên đạo thụ ở trong Thái Dịch Đại La Thiên. Ở trên đạo thụ, từng đạo hào quang giống như là lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, không gian bốn phía giống như là bị vây khốn, phá diệt đại kiếp cũng bị định trụ. Oanh một tiếng, lúc này đây ba phương thiết lực va chạm, so với vừa rồi càng kinh khủng hơn. Trận giao phong trên mặt sông này uy lực bộc phát chậm chứ thậm chí còn phá tan cả phá diệt kiếp, vượt qua sang sinh kiếp, truyền đến trong tổ đình. Tần Mục một đường né tránh thần thông phát ra từ dưới thế giới thụ, không né được thì dứt khoát bổ nát thần thông. Nhưng mà uy năng thần thông từ trên mặt sông trực tiếp trùng kích đến đây, dung chuyển bành trướng, ngay sau lưng hắn mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tần Mục sờ nét gai ốc, hắn đã lao đến gần thế giới thụ, thần phù sắp sửa bổ lên thân cây rồi. Giờ phút này hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vừa vọt đến gần thân cây thì lập tức vung búa bổ xuống. Ba nhát búa, thế giới thụ bị hắn bổ ra một hố lớn. Tần Mục nhanh chóng lách mình vào trong đó. Ba phương giao phong hình thành nên một cỗ chấn động vô cùng kinh khủng, thời không kịch liệt đắc lư vỡ nát. Cỗ chấn động kia tràn lan khắp Đại Hắc Sơn, những cỗ chấn động kia lướt qua tất cả đều hóa thành bột mịn. Tần Mục nấp trong hốc cây, da quán bị cắt cho vỡ nát, đành phải dốc hết sức liều mạng thúc giục tạo hóa huyền công. Cỗ chấn động này gào thét qua khiến cho vùng đất dưới tán của thế giới thụ trở nên khô cằn. Sau một hồi lâu, Tần Mục mới bước ra khỏi gốc cây, đập hết đạo hỏa ở trên thân. Hắn liếc mắt quan sát, chỉ thấy thế giới thụ đang bị thiêu đốt, khắp nơi đều là nhiệt tịch chi hỏa,
chỉ là nhiệt tịch chi hỏa đang dần dần được dập tắt rồi. Vô Nhai lão nhân chưa chết. Trái tim hắn chợt treo ngược lên. Nhưng đúng vào lúc này, Thái Dịch bước về chỗ hắn, một thân đầm đìa máu tươi, không nói một lời. Tần Mục tiến đến nghênh đón. Từng luồng ánh sáng từ trên màn trời rũ xuống, chiếu rọi lên thân của hai người. Đạo quang phát ra từ Thái Dịch Đại La Thiên lập tức cuốn lấy bọn hắn rời đi. Chân trước bọn hắn vừa đi thì chân sau, bên dưới thế giới thụ đột nhiên xuất hiện từng sợi dây đàn vô hình. Dây đàn chấn động, ngăn đại quá trình vỡ nát của không gian. Ở trong Đại La Cung, ở trong Di La Cung, tứ công tử Thổ Huyết lắc đầu nói: để hắn ta chạy thoát rồi. Hắn ta vừa nói đến đây thì lại phun ra từng búng máu tươi, hiển nhiên là thương thế rất nặng. Ở bên cạnh hắn ta, Tam công tử Lăng Tiêu ôm chặt lồng ngực. Lồng ngực của gã ta đã bị phá một động lớn. Gã ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt sông đã không còn bất kỳ ai. Mà bên cạnh hai vị công tử, chư vị điện chủ và một đám người thành đạo Di La Cung nằm la liệt trên mặt đất, ai cũng bị trọng thương, thừa chết thiếu sống. Giặc một tiếng, đột nhiên thế giới thụ ở trung tâm tổ đỉnh vỡ ra, một chia làm hai, suýt chút nữa đã ngã sụp xuống. Trên cây, hư ảnh của ngàn vạn đạo quả biến mất, không còn đạo quang lưu chuyển nữa. Lá cây lũ lượt tróc ra, từng cành cây đứt gãy, thế giới thụ bao la bát ngát, chỉ trong một khắc ngắn ngủi lại trở nên vô cùng trụi lụi. Vô Nhai lão nhân kéo lê thân thể của mình từ dưới thông bỏ lên, toàn thân đẫm máu. Lão lê từng bước khó khăn tiến về thế giới thụ. Xoạt một tiếng, lập tức gã ngã xuống dưới gốc cây. Một chiếc rễ cây vươn ra cuốn lấy lão, đưa lão vào trong thân thế giới thụ. Thân cây chậm rãi khép lại, nhưng mà vừa mới khép lại thì đột nhiên một tiếng giặc giặc vỡ ra. Vô Nhai lão nhân từ bên trong lăn ra ngoài. Cứ liên tục như vậy, thế giới thụ cũng khép chặt lại, không có vỡ ra nữa. Vô Nhai lão nhân được giấu ở bên trong thân cây chữa thương. Cành lá thế giới thụ tàn rụi, rễ cây nhanh chóng co rút lại. Phạm vi mà thế giới thụ bao phủ càng lúc càng nhỏ. Lần này Vô Nhai lão nhân bị thương quá nặng, không thể không ẩn núp để tu dưỡng. Ở trong tổ đình, đám người tiền sử nhập cư trái phép đã bị tác động, vội vàng lao đến thế giới thụ. Thậm chí ngay cả Phong Thứ lão tam cũng vội vàng rút khỏi ngoại thành Ngọc Kinh Thành, quay trở về thế giới thụ. Hàng nghìn cường giả vây quanh thế giới thụ, bày sẵn trận thế sẵn sàng nghênh đón quân địch. Thế giới thụ chính là hy vọng để cho bọn hắn có thể sống đến kỳ tiếp theo, tuyệt đối không thể có điều gì bất chắc được. Phía bên kia, bên trong Di La Cung, đám người Tam công tử, Tứ công tử nỗ lực đứng dậy, trầm giọng nói: tiến quân vào kỳ 17. Bên trong Ngọc Kinh Thành vang lên tiếng kèn trống. Vô Nhai lão nhân và Thái Dịch bị trọng thương, vật cản huyết đế của Di La Cung rốt cục cũng đã được dọn sạch. Lần này tuy không thể đưa Tần Mục về quá khứ, nhưng chiến lược mục tiêu mà Di La Cung đề ra xem như đã là hoàn thành rồi. Lúc trước, Vô Nhai lão nhân luôn im hơi lặng tiếng, đánh cắp năng lượng huyết đế để cho người nhập cư trái phép hàng lâm, dẫn đến đại kế hàng lâm của Di La Cung không thể nào thực hiện. Hiện tại bản thân của Vô Nhai lão nhân đã khó mà bảo toàn, khó có thể đánh cắp năng lượng huyết tế nữa. Còn Thái Dịch, hắn ta cũng là một kẻ ngăn cản việc hàng lâm của Di La Cung. Hắn ta đã chấn thủy Đại Hắc Sơn được hơn 6 tỷ năm, luôn ngăn cản huyết tế. Lần này hắn ta cũng bị đả thương, hai đại địch của Di La Cung trong thời gian ngắn không thể nào ngăn cản Di La Cung nữa rồi. Ở trong trận chiến này, dù cho hết thầy người thành đạo Di La Cung đều bị thương, nhưng cũng phân chia thành nhiều loại nặng nhẹ. Thương thế nặng nhất chính là các điện chủ, Tam công tử và Tứ công tử. Trước lúc thương thế khỏi hẳn thì bọn hắn không cách nào có thể hàng lâm. Những người thành đạo chỉ bị thương ngoài ra thì có thể hàng lâm. Bên ngoài Ngọc Kinh Thành, đạo quang sáng lên, năng lượng huyết tế bắt đầu tiến hành trao đổi. Thân thể của người thành đạo cũng chậm rãi hiện hiện. Lần này hai đại cường địch đều đã mang trọng thương. Người thành đạo Di La Cung hàng lâm, nếu như có thể lạc ấn đại đạo vào hư không, sẽ khiến cho thương thế của Vô Nhai lão nhân nhanh chóng lành lại, đồng thời cường hóa thực lực của lão. Tứ công tử Tử Tiêu trấn áp thương thế truyền lệnh xuống này: tới kỳ thứ 17 không được lạc ấn hư không. Ở trên Thái Dịch Đại La Thiên, Tần Mục vừa đặt chân xuống đất thì đột nhiên cự nhân Thái Dịch bên cạnh hắn đã than lên một tiếng, sau đó ngửa mặt ngã xuống. Bành một tiếng, cự nhân Thái Dịch hóa thành một đoàn Thái Dịch chi khí tán loạn trong Đại La Thiên. Đạo huynh! Thương thế của Tần Mục không quá nghiêm trọng,
Hắn vội vàng mở miệng hỏi thăm. Đặt thế đoàn thái dịch chi khí kia tụ tập lại một chỗ. Qua hồi lâu, một nữ tử thái dịch bước ra từ trong đoàn thái dịch chi khí. Tần Mục khẽ thở phào một hơi, cười nói: đạo pháp thần thông của đạo huynh thực sự là cổ quái. Hắn còn chưa nói xong câu thì cả người nữ tử thái dịch kia đột nhiên đùng đùng mấy tiếng, ở trên thân xuất hiện từng lỗ máu, máu tràn ra ngoài như là thác nước. Người kia ngửa mặt lên trời ngã xuống, thân thể tan vỡ, lại hóa thành một đoàn thái dịch chi khí tán loạn. Tần Mục hoảng hốt, đợi thêm một lúc, hắn đại thế đoàn thái dịch chi khí kia ngưng tụ lại, hóa thành lão giả thái dịch, nhưng thân thể lão giả kia cũng biến thành tổ ong, máu phun ra từ phía, máu phun ra tứ phía. Thân thể của lão thái dịch cũng khó mà duy trì được, lần nữa tan vỡ. Thái dịch chi khí kia lại hóa thành thiếu nữ thái dịch, nhưng cũng khó mà bảo toàn. Tần Mục nhìn về thái dịch liên tục biến hóa hình thái, nhưng lại không cách nào có thể bảo trì được hình thái của mình. Trận chiến này đạo thương đã khắc vào bản nguyên của thái dịch rồi, thường thế là vô cùng nghiêm trọng. Nếu như lúc trước thì thái dịch biến hóa thành hình thái thì có thể chặt đứt hết nhân quả, thường thế chân thân cũng sẽ biến mất. Nhưng trận chiến này, đối thủ mà thái dịch đối mặt chính là Vô Nhai lão nhân và Di La Công. Thực lực của Vô Nhai lão nhân thì không phải bàn nữa rồi, tam công tử, tứ công tử Di La Công lại càng đáng sợ hơn. Hơn nữa bọn hắn còn 60-70 đạo quả, các vị điện chủ cùng với không biết bao nhiêu người thành đạo khác. Cỗ thế lực này đã tung hoành khắp 17 vũ trụ, không một thế lực nào có thể sánh vai. Đạo thường đã làm hao tổn đến bản nguyên của hắn ta, không thể dựa vào sự biến hóa hình thái của mình để khôi phục được. Bỗng nhiên thái dịch chi khí lại hóa thành thiếu niên thái dịch. Tần Mục vội vàng kiểm tra thương thế cho hắn ta, còn vội vàng hỏi: đạo huynh, bên trong thương thế của ngươi, đạo thương của Di La Cung vô cùng nghiêm trọng. Đạo thương mà Vô Nhai lão nhân để lại cho ngươi cũng không đáng sợ như vậy. Chỉ có muốn giải quyết đạo thương Di La Cung cũng không phải là chuyện gì phức tạp. Ngươi chờ một chút. Thiếu niên thái dịch không đợi được, thân thể lại nổ bung lần nữa, lại hóa thành một đoàn thái dịch chi khí. Tần Mục trầm ngâm, mi tâm thụ nhãn mở ra, dọc theo tổ đình cẩn thận tìm kiếm. Qua hồi lâu, hắn bỗng thở phào một hơi. Ở trong khoảng thời gian ngắn này, thái dịch đã liên tục biến hóa hơn 10 lần, mỗi một lần đều bởi vì đạo thương nên khó mà duy trì hình thái được. Lúc này khi hắn ta vừa mới hóa thành cự nhân thái dịch thì Tần Mục đã lao vụt đến nói: đạo huynh, ngươi duy trì trạng thái thân thể trước mắt, không cần biến hóa nữa, ta có biện pháp chữa trị tốt cho thương thế của ngươi. Vết thương trên thân cự nhân thái dịch không ngừng chảy máu, hắn ta xếp bằng ngồi xuống, cố chấn áp thương thế. Độ thế kim thuyền bay tới, hai người leo lên kim thuyền. Cự nhân thái dịch ngồi ở mũi thuyền tiếp tục chấn trụ đạo thương trên thân, miễn cho thương thế chuyển biến xấu đi. Lần này ba phương giao chiến, thực sự mức độ tăng nhẹ, nặng nhẹ của thương thế không phải là phụ thuộc vào thực lực. Giống như hắn ta, sau khi hắn dung hợp đạo quả trong 11 vũ trụ đã qua, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Thế nhưng đều được Vô Nhai lão nhân và Di La Cung đặc biệt quan tâm, vậy nên thương thế cũng nặng nhất. Ba phương đánh cờ, nhất định sẽ phá hủy một phương có ưu thế lớn nhất. Kim thuyền chợt đổi hướng, bay nhanh ra khỏi thái dịch Đại La Thiên. Tinh Ngạn đang lặng yên ngồi yên trước quan tài thắng đạo, nhìn chằm chằm vào trong không chớp mắt. Y là đang chờ thái dịch ra tay, đương nhiên chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Y là đang chờ mong Tần Mục bị trói chặt đưa tới đây, rồi chính tay y sẽ đóng lục đạo thần đinh lên quan tài, sau đó thoải mái thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của Tần Mục. Khóe miệng của Tinh Ngạn không tự chủ được mà nở ra nụ cười. Y ngẩng đầu lên, chỉ thấy độ thế kim thuyền đang lái đến phía này, chậm rãi thả dần tốc độ. Nét mặt của Tinh Ngạn cũng rạng rỡ, y đứng dậy, nhưng chỉ thấy Tần Mục đang khiêng theo thái dịch toàn thân đầy thương tích, nhanh chóng nhảy xuống khỏi kim thuyền, không nói một lời bước tới chỗ này. Thái dịch bị hắn ném lên mặt đất. Tinh Ngạn kinh ngạc. Tần Mục cập lục đạo thần đinh lên, cũng không ngẩng đầu lên nói: Tinh Ngạn đạo hữu, còn không hỗ trợ. Tinh Ngạn vẫn chưa lấy lại được tinh thần thì đã thấy Tần Mục nắm từng chiếc lục đạo thần đinh lên miệng vết thương của cự nhân thái dịch. Lúc này Tần Mục lại mở miệng hối thúc, Tinh Ngạn mới chợt bừng tỉnh, hoảng hốt tiến đến bên hai bước. Hai người đồng hợp đồng tâm hiệp lực, cắm 100 chiếc lục đạo thần đinh lên khắp thân thái dịch. Tần Mục khẽ thở phào một hơi, sau đó lại nâng thái dịch lên đặt vào trong quan tài táng đạo. Xong xuôi, hắn mới lại nói: thương thế của hắn quá nặng, trước tiên phải dùng quan tài trấn áp thương thế của hắn. Đợi đến khi thương thế của ta khỏi hẳn, sẽ nghĩ ra cách trừ đạo thương, chữa trị thương thế cho hắn.
Tinh Ngạn yên lặng nhìn hắn nâng nắp quan tài lên, đậy nắp quan tài lại, không thể thốt thành lời. Dương Hòm đứng bên người y cũng tò mò nghiêng mình, lặng lẽ dò xét sắc mặt của y. Tinh Ngạn trầm lặng như nước, thật sự y rất muốn xông lên đá Tần Mục vào trong quan tài, nhưng lại tự kiềm chế được. Tuy rằng thương thế của Tần Mục rất nặng, nhưng mà thực lực quán vẫn còn cao hơn y. Sau một hồi lâu, Tần Mục mới thở phào một hơi. Hắn cẩn thận kiểm tra đạo thương ở trên thân mình, lại nói: Tinh Ngạn đạo hữu, ngươi liệu sự như thần, không nghĩ đến đã sớm chuẩn bị tốt quan tài và thần đinh. Hẳn là ngươi cũng biết chuyện này thái dịch đi là cực kỳ nguy hiểm, nhất định sẽ bị thương có đúng không? Tinh Ngạn há hốc mồm, không nói được gì. Vốn dĩ y cho rằng sau khi thái dịch trở lại sẽ đưa Tần Mục nhốt vào trong quan tài, không ngờ rằng cỗ quan tài này lại dành cho thái dịch lần nữa. Cũng may Tần Mục không hỏi quá nhiều, hắn chuyên tâm kiểm tra đạo thương của mình, rồi lại thử cười bỏ thần thông để lại ở trong đạo thương. Tinh Ngạn lặng lặng chờ đợi, dù cho đứng trước mặt ai thì y cũng đều rất bình tĩnh thong dong. Chỉ riêng đứng trước mặt cái tên Tần Mục này là có chút luống cuống tay chân, không biết mình nên làm cái gì. Giao tình giữa y và Tần Mục chính là bị đánh mà có đấy. Chỉ cần có Tần Mục ở đây thì y sẽ không dám làm điều. Đột nhiên Tinh Ngạn có cảm ứng, y ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đạo hữu, người cũng cảm ứng được? Tần Mục mở mắt ra, cũng nhìn về phía Ngọc Kinh Thành Tổ Đình nói: Người thành đạo có ý định hàng năm. Ngọc Kinh Thành Tổ Đình nhìn thì giống như là đang ở đây, nhưng kỳ thực ở bên trong cũng không có người nào thành đạo hàng lâm đến kỳ 17. Chỉ là lần này trở ngại cản chân bọn hắn đã biến mất, bọn hắn đã có thể hàng lâm rồi. Tương lai có thể sẽ một trận chiến ác liệt khó mà tưởng tượng được, chỉ sợ sẽ chết rất nhiều người. Tinh Ngạn trầm mặc. Tần Mục thì vội vàng xốc lại tinh thần, hắn cười nói: Nhưng mà ngươi cũng không cần phải lo lắng, cuộc chiến Tổ Đình không giống như cuộc chiến giữa Thiên Đình và Nguyên Giới. Dù cho sẽ có tử thương, nhưng người chết đều sẽ là cường giả, dân chúng bình thường sẽ không bị hao tổn. Trận chiến này không phải là một trận chiến thay trời đổi đất, mà là một trận chiến giữa các cường giả. Tinh Ngạn suy nghĩ một chút nói: Ngăn cản được sao? Phải ngăn cản. Tần Mục tiến vào giấc mộng, ở trong mộng hắn lẩm bẩm mờ nói mớ: Không ngăn được thì Duyên Khang biến pháp chỉ là một trò hề mà thôi, kỳ thứ 17 cũng sẽ diệt vong trong nay mai thôi. Mộng cảnh của hắn tràn lan khắp nơi. Tinh Ngạn lùi lại phía sau mấy bước, tránh mộng cảnh của hắn ra. Trong mộng cảnh của hắn, y nhìn thấy được hàng tỷ tiểu Tần Mục đang bận rộn vất vả chữa trị đạo thương cho bản thân. Tuy đạo thương mà Vô Nhai lão nhân để lại cho Tần Mục là vô cùng nghiêm trọng, nhưng mức độ nguy hiểm lại không bằng đạo thương mà Tam Công Tử Lăng Tiêu để lại cho hắn. Thực lực của Vô Nhai lão nhân tuy mạnh, nhưng lĩnh ngộ về đạo pháp thần thông của lão già kia lại kém xa Tam Công Tử. Vậy nên muốn trị đạo thương của lão cũng không có khó. Nhưng mà Tần Mục cũng phải mất đến 10 ngày mới có thể phân tích xong tất cả thần thông chất chứa trong đạo thương, trị liệu thương thế khỏi hẳn. Sau khi hắn tỉnh lại thì lại thấy quan tài của Thái Dịch ra, bắt đầu cẩn thận kiểm tra đạo thương. Tinh Ngạn ở bên cạnh hỗ trợ, trước tiên hai người giúp đỡ Thái Dịch xóa bỏ đạo thương mà Vô Nhai lão nhân để lại. Trên thân Thái Dịch giờ chỉ còn lại có đạo thương của Di La Cung mà thôi, cũng là vấn đề khó giải nhất. Đạo thương do người thành đạo và điện chủ Di La Cung để lại thì Tinh Ngạn còn có thể hỗ trợ phân tích, nhưng mà đạo thương Tam Công Tử Tứ Công Tử để lại thì y cũng không thể giúp đỡ được gì. Tần Mục vội vàng đi tới đi lui, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: Đạo hữu, ta cũng cần ngươi đến Thiên Ngoại một chuyến, nói với đám người Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, để các cấp bậc Thiên Tôn lại chặn đấy người thành đạo Ngọc Kinh Thành hàng lâm. Ta còn cần người tiến vào Duyên Khang, mời thương quân xuất phát đối phó với Hoan Hỷ Điện Chủ. Tinh Ngạn gật đầu, đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu: Cỗ quan tài táng đạo và đám thần đinh để lại cho ta. Sau đó thì tiêu sái rời đi. Tần Mục lập tức truyền tâm phá giải những đạo thương còn lại trên thân Thái Dịch, nhưng mà những đạo thương này cũng không thể nào chữa trị xong trong thời gian ngắn. Trong trận chiến với Tam Công Tử, Tứ Công Tử, trên thân của Tần Mục xuất hiện hơn 50 vết thương. Hắn phải mất đến 8 năm mới có thể hoàn toàn chữa trị xong thương thế. Hơn nữa lần đó chỉ là lực lượng của hình chiếu Tam Công Tử, Tứ Công Tử, bọn hắn là mượn nhờ thân thể Thái Sư và Hạo Thiên Đế để quyết đấu. Còn lần này, Thái Dịch đã trực tiếp chống lại bản thể của Tam Công Tử, Tứ Công Tử, đạo thương cũng nặng nề hơn so với Tần Mục năm đó rất nhiều.
Nếu như cho ta 5.000 năm thì ta có thể cởi bỏ hết những đạo thương này, nhưng mà thời gian lại không cho phép. Đám người Nguyệt Thiên Tôn Thương Quân không thể cầm trên được 5.000. Số người thành đạo Di La Cung Hàng Lâm sẽ càng lúc càng nhiều. Nếu như điện chủ Di La Cung Hàng Lâm, vậy thì đám người Nguyệt Thiên Tôn Thương Quân thế tất sẽ không thể thủ được. Vạn nhất Tam công tử, Tứ công tử Hàng Lâm, vậy thì bọn hắn sẽ phải nghênh đón một trận tai họa ngập đầu đấy. Đột nhiên hắn đứng dậy, rời quan tài đến độ thế kim thuyền. Đạo huynh, có lẽ người nên khôi phục lại chính mình. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, kim thuyền nhanh chóng lái vào trong tầng hư không cuối cùng, là tiến thẳng vào khu vực phế thải. Chỗ đó có một phiến cấm trận, là nơi mà đại công tử Thái Thượng giam giữ trọng phạm. Ở trong đó có một người bị liệt, đó là Thiên Đô. Tinh Ngạn tiến vào thiên ngoại tổ đình, bái kiến đám người Nguyệt Thiên Tôn, thuật lại lời của Tần Mục nói một lần. Nguyệt Thiên Tôn lập tức thu xếp truyền lệnh: tất cả tướng sĩ quay về Duyên Khang tiếp tục sinh hoạt. Hoàng đế bệ hạ, người cũng trở về đi. U Thiên Tôn, Huyền Vũ Nhị Đế, Lãng Uyển, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Giang Bạch Khuê, mấy người các ngươi cùng ta ở lại nơi này. Tinh Ngạn đi trước một bước, thông qua linh năng đối thiên kiều đã xây dựng xong quay trở về Duyên Khang. Sau khi trở về Duyên Khang, y lấy từ trong dương ra nguyên thần của một vị tiền sử nhập cư trái phép, sau đó dùng nguyên khí hóa thành xiềng xích trói chặt nguyên thần của vị cường giả tiền sử kia lại. Sau một lúc lâu, đột nhiên ma khí u đô rung chuyển, từ trong các không gian tràn ra, hình thành nên một tiểu u đô phạm vi chừng trăm trượng xung quanh Tinh Ngạn. Ở bên trong mảnh tiểu u đô kia, Thiên Tôn đang dùng ba con mắt của mình nhìn chăm chăm vào nguyên thần của vị cường giả tiền sử này. Một loại vật trùng mà ta chưa bao giờ thấy qua. Mà mảnh hắc ám công chính kia chính là hóa thân của Tần Phượng Thanh. Hắn mở miệng, giọng nói ầm vang: Tinh Ngạn, ngươi dùng chủng nguyên thần này để thu hút ta, có chuyện gì cần làm sao? Ta phải tìm Thương Quân, Tinh Ngạn nói. Hóa thân của Tần Phượng Thanh vươn tay ra chụp lấy nguyên thần của vị cường giả tiền sử kia, nói: được, giao hắn cho ta, ta sẽ giúp ngươi tìm ra Thương Quân. Đột nhiên Tinh Ngạn vươn tay ra ngăn cản, y lắc đầu nói: hắn là của ta. Tần Phượng Thanh chán nản, cả giận nói: ngươi dùng nguyên thần của hắn để dụ ta tới đây tìm ta làm việc, sao có thể không cho ta chỗ tốt? Tinh Ngạn nói: là đệ đệ ngươi muốn tìm Thương Quân, ta chỉ thay hắn tìm Thương Quân mà thôi. Tần Phượng Thanh trầm mặc một lát nói: đệ đệ thối, ngươi đợi ta một lát, ta tìm ngươi, tìm ra vị trí của Thương Quân. Khoan đã, Tinh Ngạn nở nụ cười nói: ngươi muốn có nguyên thần của vị cường giả tiền sử này cũng không phải là không được. Tần Phượng Thanh dừng chân, quay đầu lại nhìn y. Tinh Ngạn tiếp tục nói: cường giả tiền sử này cấp bậc Thiên Tôn, ta vì có được nguyên thần của hắn cũng đã phí mất một phen công phu. Có được nguyên thần của hắn rất có lợi cho ngươi. Cấu tạo nguyên thần của hắn thực sự không phải là ba hồn bảy vía, cấu tạo hồn phách cũng rất khác với chúng ta. Tần Phượng Thành quay người lại, còn người thứ ba sáng rực như tuyết, nhìn vị cường giả tiền sử kia, nội tâm ngứa ngáy. Tinh Ngạn đã khơi gợi lên lòng tham của hắn, nếu không choán thì hắn nhất định sẽ ra tay cướp đoạt. Ngươi và Tần giáo chủ vốn là một thể, dùng chung một thân thể, một hồn phách. Tinh Ngạn nói: ta muốn có được đầu của Tần giáo chủ, nhưng mà khẳng định là hắn sẽ không cho. Nếu như ngươi có thể cho ta một cái đầu của ngươi, thì ta sẽ tặng nguyên thần của vị cường giả tiền sử này cho ngươi. Tần Phượng Thành phân khích nói: đệ đệ thật ngu xuẩn, đầu cắt xuống thì lại giải ra thôi, ngươi đợi đấy. Sau một hồi lâu, một tòa thiên địa huyền môn mở ra, đầu lâu của Tần Phượng Thanh từ bên trong cánh cửa kia lăn ra ngoài. Hắn kêu lên: đầu ta giao cho ngươi rồi, mau giao nguyên thần của tên kia cho ta. Tinh Ngạn cũng không kìm nén được sự cuồng hỉ ở trong lòng, y vội vàng ổn định lại tinh thần, tháo xiềng xích trói chặt nguyên thần của vị cường giả tiền sử kia ra, giao cho Tần Phượng Thanh. Y nâng đầu của Tần Phượng Thanh lên, không nhịn được mà cười hằng hặc nói: Tần giáo chủ, ngươi sẽ không ngờ đến hôm nay đúng không? Ta không cần qua ngươi cũng có được đầu của ngươi. Ta thực sự là muốn nhìn xem tại sao ngươi lại có nhiều ý tưởng kỳ quái thế như vậy. Y chợt hưng phấn không hiểu, mà Tần Phượng Thanh cũng hưng phấn cực độ. Hắn dò xét nguyên thần của vị cường giả tiền sử kia, càng nhìn thì càng thấy ưa thích, nước miếng không kìm được mà chảy ròng. Hắn cười nói: thoạt nhìn thì có vị rất ngon,
càng hiếm có hơn chính là bởi vì hồn phách của hắn rất khác với chúng ta, là cực phẩm, thực sự là cực phẩm. Vị cường giả tiền sử kia chợt thấy kinh hãi, cả người lạnh toát. Chân thân của Tần Phượng Thanh đã tìm được vị trí của Thương Quân. Hắn nói: Thương Quân đang ở Bá Châu tiền đao làm chế tác. Tinh Ngạn xách theo đầu của Tần Phượng Thanh nhanh chóng chạy đến Bá Châu tiền đao tràng. Trên đường đi, y cẩn thận nghiên cứu đầu của Tần Mục, sắc mặt càng lúc càng đen thôi. Y đợi đến Bá Châu rốt cục cũng không nén được lửa giận, gầm lên: Đầu của Tần giáo chủ căn bản cũng không thông minh như tưởng tượng của ta. Cái đầu kia chợt mở miệng, dường dường đắc ý nói: Đầu của đệ đệ ta quả thực là không quá thông minh, ta đã sớm phát hiện ra điều này rồi, vậy mà đến hiện tại người mới phát hiện, thì cũng có thể thấy được người cũng rất là ngu. Tinh Ngạn chán nản, y tiến vào trong Bá Châu tiền đao tràng. Đầu lâu của Tần Phượng Thanh bay lên, xuyên thẳng qua không trung, giúp y tìm được Thương Quân. Ở chỗ này. Tinh Ngạn vội vàng bước đến phía trước, chỉ thấy Thương Quân đang cùng một ít đạo nhân bận rộn làm một vài món đồ gia công tinh tế. Những đạo nhân kia hẳn là đạo môn, bọn hắn đều tinh thông thuật số, trong miệng đều là từ ngữ thuật số, rất thâm ảo. Thương Quân đứng bên cạnh lắng nghe, thi thoảng sẽ gật đầu một cái. Đao pháp của Tiểu Thương rất ổn, có thể dùng đao để rũa vô số, vô cùng tỉ mỉ, không chút sai sót. Một đạo nhân cười nói: Nếu như trình độ mài rũa càng cao, vậy thì lúc rèn một món thần binh khổng lồ, sai số cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, qua đó có thể luyện chế ra nhiều món thần binh càng khổng lồ hơn. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi, ăn cơm trưa thôi. Thương Quân bước xuống khỏi đài, y đưa mắt nhìn Tinh Ngạn, lộ ra nghi hoặc. Tinh Ngạn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc nói: Dựa vào bản lĩnh của các hạ, không đến mức đến Bá Châu tiền đao làm chế tác chứ? Với tài cán của ngươi, dù cho lại đi đến đâu thì cũng đều sẽ được trọng dụng. Thương Quân lắc đầu nói: Sau khi tới Duyên Khang thì ta phát hiện bản lĩnh của ta ngoại trừ giết người ra thì còn có thể dựa vào độ chuẩn xác của đao pháp để gia công đấy. Ta chỉ hiểu việc này, cũng phát hiện có thể dựa vào việc này để nuôi sống bản thân, tự mua thứ mà mình muốn, ta rất là vui vẻ. Tinh Ngạn lắc đầu, có chút khó hiểu. Những điều mà y đã trải qua rất khác với Thương Quân đấy. Thương Quân sinh ra ở thời kỳ cuối của 10 kỳ của kỳ 16. Lúc ấy vũ trụ đã xuất hiện dấu hiệu của phá diệt kiếp, khắp nơi đều là giết chóc, y cũng chỉ có thể giết chóc. Nhưng mà sau khi y tiến vào Xuyên Khang, y đã phát hiện ra những giá trị khác của mình. Bởi vậy y càng quý trọng cơ hội được thể hiện giá trị của mình. Còn Tinh Ngạn thì lại được sinh ra từ trước lúc thần thông giả Duyên Khang làm dao động chân tay. Lúc ấy thần thông giả cao cao tại thượng, nắm quyền sống chết của phàm nhân ở trong tay. Cũng vì vậy mà tính tình của y mới trở nên quái gở. Về sau Duyên Khang biến pháp, y gặp được Tần Mục, từ đó mới bắt đầu thu liễm một ít, ở Duyên Khang làm việc theo quy củ. Hai người trải qua hai hoàn cảnh khác nhau, thành ra phong cách xử sự cũng khác nhau. Tần giáo chủ nói người đến về tổ đình, có người thành đạo Di La Cung hàng lâm, hắn cần người đến đối phó với Hoan Hỷ Điện chủ. Tinh Ngạn nói rõ mục đích chuyến này của mình. Thương Quân nói: Đợi ta làm xong việc, nhận tiền công ta sẽ đi. Tinh Ngạn có chút không hiểu, chợt đầu lâu của Tần Phượng Thanh mở miệng nói: Thương Quân, lúc trước không phải là ngươi làm ở đạo tiện xưởng sao? Sao lại chạy đến nơi này? Đốc tạo xưởng lúc trước không dám dùng ta, bọn hắn cho ta một khoản tiền rồi đuổi ta đi rồi. Thương Quân tiếp tục làm việc, có chút âu sầu nói. Tinh Ngạn lắc đầu. Với lối suy nghĩ của y, Tinh Ngạn thực sự cảm thấy rất khó hiểu. Thương Quân làm xong việc thì đến xin nghỉ. Xưởng đốc của đạo đao tiện xưởng này có chút không đành lòng, mở miệng giữ y lại. Thương Quân nói: Mục Thiên Tôn mời ta đi giết người thành đạo. Sưởng đốc nghe vậy thì lập tức nhớ đến một người, liền vội vàng trả tiền công cho y. Thương Quân rời đi. Tinh Ngạn suy nghĩ một chút, sau đó cũng rời đi, nói: Tần giáo chủ còn thiếu ta một cỗ quan tài, hơn nữa cái đầu này cũng không dùng được. Đầu lâu của Tần Phượng Thanh bay đi, cười cười nói: Không dùng được thì ta lấy về vậy. Sau khi ngươi gặp đệ đệ của ta thì nói cho hắn biết sắp đến thời hạn 42 năm rồi, ta muốn gặp được người nọ. Thời hạn 42 năm là sao? Tinh Ngạn cảm thấy khó hiểu.
khu vực phế thải hư không. Độ thế kim thuyền lao đi gần được một tháng, rốt cuộc cũng tới được khu vực phế thải này. Tần Mục khẽ nhíu mày. Từ tổ đình đến đây có lẽ không cần phải tiêu tốn thời gian như vậy, nhiều nhất cũng 20 ngày là có thể tới đây rồi. Chẳng lẽ sau khi vô nhai lão nhân xuất hiện, thế giới thụ sinh trưởng nhanh chóng đã khiến cho tầng hư không cuối cùng càng rộng hơn lúc trước rồi sao? Trong lòng hắn chợt dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Nếu như tầng hư không cuối cùng sinh trưởng, thì tề tất sẽ kết thúc chư thiên vạn giới sinh trưởng theo, tốc độ bành trướng của vũ trụ cũng được đẩy nhanh. Không biết phán đoán của ta có đúng hay không, hoặc cũng có thể tầng hư không cuối cùng sinh trưởng cũng không có ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới. Điều này cần phải nhờ vào nhạc phụ ra lệnh cho tinh quan đi đo đạc các chư thiên nguyên giới. Hắn lấy lại bình tĩnh. Chư thiên vạn giới sinh trưởng trở nên rộng lớn hơn lúc trước, thoạt nhìn là chuyện tốt, nhưng trên thực tế là vũ trụ đang không ngừng hư không hóa đấy. Độ thế kim thuyền tiến vào trong hư không yểm trận. Tần Mục tạm thời gác chuyện này sang một bên, thấp giọng nói: rừng bia kia chính là khu vực phong ấn đại công tử Thái Thượng để lại. Lần trước ta có thể tiến vào bên trong là bởi vì có một tấm bia đá ở trong rừng bia đã bị thái dịch nhổ lên. Hơn nữa hai cánh cửa kia còn thiếu đi tấm chắn cửa. Nhưng mà lần trước khi ta rời đây, đại công tử Thái Thượng đã xuất hiện, đưa tấm bia đá kia cho về chỗ cũ, cửa cũng đã sửa sang lại tốt. Lần này ta muốn tiến vào bên trong thì cần phải phá vỡ cửa, phá vỡ cấm trận. Đôi mắt hắn lập lòe sáng. Ta có thực lực này sao? Độ thế kim thuyền lướt qua khu vực phế thải, tránh đi từng khu vực quỷ dị. Đột nhiên cái đầu lâu treo đầy huyết nhục nhưng lại không có da mặt bay tới. Trên đầu có từng cọng tóc dài như là dây thép không ngừng kéo dài ra bốn phương tám hướng. Tần Mục mở mắt ra, đột nhiên khí thế bộc phát. Cái đầu lâu cổ quái kia cảm nhận được khí thế của hắn, lập tức quay đầu bỏ chạy, biến mất trong màn đêm. Ta đã đủ mạnh. Tần Mục quận chặt nắm đấm, thấp giọng nói: trải qua trận dạy bảo của vô nhai lão nhân, ta đã đủ mạnh rồi. Ngay cả thái thượng điện của đại công tử ta cũng có thể bổ ra, huống chi là rừng bia này. Hắn khẽ quát một tiếng, một thân hồng mông nguyên khí nổ tung, quanh thân hắn tràn ngập lửa tím hừng hực. Tốc độ của kim thuyền nhanh chóng gia tăng, gào thét lao vào khu vực phế thải. Những nơi kim thuyền lướt qua, hết thảy mọi thứ quỷ dị tại nơi này đều đã biến mất, là bị khí thế của hắn chấn nhiếp đấy. Tần Mục một đường băng qua, trước mặt hắn là từng cỗ quan tài chặn đường. Những cỗ quan tài kia là do người thành đạo dùng đạo thụ của mình để luyện chế thành đấy. Người thành đạo nấp ở trong quan tài, chờ mong có thể vượt qua phá diệt kiếp và sang sinh kiếp. Kết quả, những người thành đạo này đã bị người ta phong ấn lại, không cách nào có thể thoát khỏi quan tài được, chỉ có thể vĩnh viễn lang thang ở trong khu vực phế thải. Một đống quan tài đứng chắn ngang đường, ý định không choán tiến đến. Oanh một tiếng, kim thuyền một đường lao tới, 6-7 cỗ quan tài bị nghiền ép cho vỡ nát. Đạo huyết từ bên trong quan tài tràn ra ngoài, lập tức bị hư hóa. Tần Mục vội vàng quan sát, chỉ thấy huyết nhục của bên người thành đạo ở bên trong quan tài vậy mà đã tương liên với quan tài rồi. Trên vách quan tài mơ hồ có huyết nhục đang không ngừng nhúc nhích, mà bản thể của người thành đạo kia thì căn bản là không thể nào nhìn ra được nữa. Đột nhiên, từ bên trong một cỗ quan tài bị phá hỏng, một tiếng gào giống phẫn uất vang lên, chính là dùng đạo ngữ tiền sử để nói chuyện. Thất công tử, vì sao ngươi phải chấn áp ta? Bá một tiếng, một đạo kiếm quang bay tới, người ở trong cỗ quan tài kia bị một kiếm bổ ra, một mảnh nhỏ giống như là tiểu vũ trụ từ trong quan tài bay ra, lập tức bị hư không đồng hóa. Tần Mục thu kiếm, điều khiển kim thuyền nghênh ngang rời đi. Ở trên thuyền, Tần Mục có chút buồn bực nghĩ: những người thành đạo ở trong những cỗ quan tài kia là do ta trấn áp sao? Ta còn tưởng rằng là chuyện tốt mà vị chính nghĩa chi sĩ nào đó làm chứ. Phía trước hắn xuất hiện một cánh cửa vững chắc, trong mắt Tần Mục lòe tinh quang. Đột nhiên hắn điên cuồng thúc giục độ thế kim thuyền, khiến cho tốc độ của kim thuyền càng lúc càng nhanh, vội vã lao đến cánh cửa kia. Ở phía đầu thuyền, trong tay Tần Mục hiện ra thái dịch thần phù. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía trước, dâng cao búa bổ xuống một nhát. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền tới. Cánh cửa mà đại công tử Thái Thượng để lại bị một búa nổ ra, lập tức bị độ thế kim thuyền đện vào trên 5x7. Độ thế kim thuyền lao vào bên trong rừng bia đá, một đường trượt dài đụng cho những tấm bia đá trong rừng bia ngã rạp. Ta đã quay lại. Tần Mục tung người nhảy ra khỏi kim thuyền, hét lớn. Các bạn vừa nghe xong tập số 460 của bộ truyện Hắc Thầy Du.
Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.